nhiều bạn lại là mình đây. Xin chào tất cả các bạn. Vâng các bạn, như các bạn thấy, đây chính là đây là một cái các bạn đang thấy là các bạn biết đây là gì không? Đây là đài phun nước các bạn. Đài phun nước ở trường Thủy Lâm. Đây các bạn. Đài phun nước ở Thủy Lâm. Rất là chất luôn. Đẹp. Đó các bạn. Cái đài phun nước này này mang ý nghĩa rất là lớn các bạn, như là những học sinh đứng bên ngoài cầm con chim bồ câu biểu hiện cho hòa bình và rất là thế giới, chứng lại chính ý nghĩa chính là những người học sinh là chính là những con người bảo vệ hòa bình cho thế giới các bạn. Còn bây giờ các bạn quan sát nhá, mình sẽ bình luận giảm lại tí và mình sẽ đi ra chơi với anh đồng đội. Thấy không? Cái đài phun nước này các bạn này. Mình ấy từ rất là lâu rồi, được xây rất là lâu rồi bạn. Từ những năm mình còn học ở trong ngôi trường này cơ, nhưng mà bây giờ thì ấy thôi. Quả rất đẹp luôn, bạn thấy không? Để mình zoom sát vào cho bạn xem là học sinh nhá. Đấy. Làm rất là tỉ mỉ luôn. Rất là đẹp. Bên dưới này thì mang biểu tượng là trống đồng, cổ trống đồng những con hạc, những con đấy của cổ ngày xưa thời Âu Lạc, trống đồng hình ảnh rất là đẹp đó. Tưởng Béo đang nói ngoạc mồm nữa các bạn ạ. Hả? Cái gì cơ? Chúng mình này, xem có tí 4 phút dừng tao nhá. Để ra chỗ nghỉ. Chiều tôi ít thôi. Thôi nha, clip dài bạn, hẹn lại bạn clip sau, bye bye.